Như các bạn cũng đã biết thì ở trong team của bọn mình, nếu như mà nói người nào chơi game dở nhất, gà nhất thì chỉ có thể là Camui thôi. Đó, ừ, người top 1 là Camui nha. Người top 2 là Kairon. Đó, nói chung là mấy người này chơi game cũng gà lắm, không có giỏi bằng tôi. Còn tôi sao? Sam hả? Sam là top 1 trong lòng Phong. Sam là chơi game giỏi top 1 trong lòng Phong. Nha. Alo. Vậy? Có ai nghe thấy tôi không? Đó. Nghe. Mọi người đâu ra chị ta đu linh gỗ đây vậy? Chị học tiếng Anh đi về, cho tiếng Anh đi chị. Đâu ra đi chơi vậy? Mình là một con nhà, mình không phải đu linh gỗ. Ê, tính ra là Sam nói tôi mới để ý nha, nhìn bà Camui giống cái con gà gì mà dạy tiếng Anh á, cái con gì á? Duolingo gì đó. Duolingo đó. Ok, rồi thì nói chung ngày hôm nay như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì bọn mình ai ngày hôm nay cũng đã trở thành một con gà hết trơn các bạn. Nhưng để coi người nào là người giỏi nhất trong những con gà đó, người mặc dù cũng là gà nhưng giỏi nhất trong những con gà. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận mini game vô cùng gọi là bùng nổ, đến từ team hội anh em và hội chị em. Nhưng mà hội anh em có người đâu. Ok, rồi vô nha, đua nè. Lần trước là tôi chơi cái trò này trong video của Sim mà tôi thua, nhưng lần này tôi phải nhất quyết thắng các bạn ạ. Ủa sao em để gì ra ngoài rồi vậy Sim? Ủa em không biết nữa. Ồ Sam, đấy, Sam đấy, trước đấy. Mặt tôi kìa, phóng xe siêu nhanh. É, rít bánh. Trời tôi quen rồi các bạn ơi. Đi khó chứ ạ. Khó đúng mùi, khó đúng mùi. Tại mùi già rồi nên là mùi lái không được nhanh nhẹn như bọn em đó mùi à. Alo. Xin nhẹ cái tấm 1 nha, xin nhẹ tấm 1 nha. Chưa mà, chưa mà. Thì còn một vòng cuối nè. Bình thường á, bạn coi video bạn thấy là tôi nè với Simmy với Camui á, những người không đội trời chung với nhau, bạn hiểu không? Trừ Sammy yêu dấu của tôi ra thôi hả. Thì hội chị em là kẻ thù của hội anh em từ đó đến giờ rồi. Lần này là một mình tôi sẽ đối đầu với hội chị em để đem lại gọi là vinh quang cho hội anh em, hiểu không? Nhưng mà mới trận đầu tiên à, bạn cũng đừng nghe gãy quá sớm. Gãy sớm là ăn giải luôn. Trò tiếp theo là block rơi từ trên trời xuống. Trời ơi. Nè. Gì đâu, nó rơi nhanh kìa. Rồi, Sim đi luôn rồi. Rồi, Sim đi rồi. Chị em ơi, cảm ơn em. Ê, từ từ bình tĩnh gì ơi, No! Yeah. Trời ơi. Làm gì có chuyện mà ai thắng cũng được. Sam của em phải là người thắng. Hay quá Sam ơi. Hay quá Sam ơi. Ê quan, đá banh này không Phong đá được chứ chị em mình đâu có biết đá đâu. Em là em đá FIFA thôi chứ em có biết đá này đâu. Phong bên đây nè, Phong bên đây nè. Đóng băng ơi, đóng băng ơi. Bị đóng băng, đụng với trái banh là bị đóng băng đó sao? Trái banh bên này. Ôi, đây ơi. Một điểm thôi, chỉ cần một điểm thôi. Có tuổi đi, làm sao có tuổi được. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Nhảy kìa cái. Bây giờ chị phải ném cái số một cái màu đỏ. Số màu đỏ là sao là kết dần, nó sẽ bị trừ dần. Số 1 á, đúng rồi, số 1 là nó rớt xuống. 4 màu xanh. Trời ơi,
đây vậy? Tôi nhảy. Ui. Hay quá Sam ơi. Này, một đấu ba mà đòi chơi hội chim. Chứ banh rồi, mua đi luôn. Lolingo đi rồi kìa. Chưa, Lolingo chưa đi. Lolingo chưa đi. Rồi, Lolingo đi rồi. Lolingo đi rồi. Thấy tôi chưa Kairon. Em hãy nhập làm một nào. Cái này là phong top 2 cũng thắng nha, phải đi phong top 3. Trời ơi đó, mày thấy không? Mày thấy không? Một đấu 3 mà bây giờ bên kia mu mô xảo quyệt chưa? Mày thấy team bên kia. Các bạn thấy team bên kia rồi xảo quyệt chưa các bạn? Chơi đi, không là bị bạo, bị bạo ông gia đó, chỉ có chơi đi. Thôi, để mấy bạn fan xem, mấy bạn fan tự chấm. Xem. Chạy lên cái màu xanh của Phong. Trời ơi. Chị có di chuyển nào Hoàng? Phong cứ ăn cái chỗ này của mình nha. Oh my god. Anh lại đấy. Đúng rồi, anh lại đấy. Các bạn à, trên đời này á, cái thứ mà kinh dị nhất, kinh khủng nhất là lòng người. Không phải là xui cho cái map này mà bạn thấy không? Khi mà đồng đội đã phản bội thì những cái người này không nên chơi chung, mày hiểu không? Mấy cái người mà phản bội đồng đội không nên chơi chung nha. Xin thắng rồi. Trò này chơi sao vậy? Né màu, né màu, né màu, né màu, né màu, né màu. Không biết. Ủa, tính ra tôi nhớ là video trước chúng ta chơi trò này rồi. Chơi, sao mọi người lại bảo là không biết đâu. Nhưng mà ý em là tại sao mọi người lại bảo là không biết trong khi mọi người biết mà. Chỉ có thể là mọi người đang tính chọc mui. Chị không biết thôi. Thì đó, chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Thấy đồng đội của chị chưa? Màu gì? Đó. Chị thấy chưa? Lòng người đó chị. Ê à, nãy là Camui rơi, bây giờ còn có còn có ba người này. Simi nhảy xuống. Trời ơi. Không sao, vẫn thắng. Gầy quá. Rồi, trò tiếp theo là lại là trò này à. Lụm đá luôn. Trời ơi, tôi ghét trò này nhất trên đời này luôn á. Phong làm gì vậy? Cây té à. Cho anh mà mui gì mà té trước ba mấy cây. Gì vậy cháy? Chị em mình là có duyên không có nợ, đừng đi sau lưng nghe. Ui, mui té mà mui không chết luôn à. Thôi mui chết rồi. Vừa được kêu té không chết luôn. Phong nói câu sau đá câu trước luôn. Đừng đi bên ngoài. Sao không có một. Sao còn nó tốt luôn vậy? Tại tôi té đầu tiên mà. Ôi trò này nè, trò này nó mới căng nè. Trò này phải đứng vô vòng tròn, đứng vòng tròn này cộng điểm đó mọi hiểu không? Cứ đứng vô vòng tròn, tìm vòng tròn mà đứng vô. Cộng điểm. Ê ủa, đừng đứng dưới nước, dưới nước đi á. Gì đấy? Đừng ngốc nhau, mình an toàn cái được không? Mình đứng với nhau được không? An toàn sao thắng được? Mày quá. Ủa đâu mà xuống kìa hả? Trời ơi, cái cầu. Trời ơi, nhây quá. Nhìn gấp kìa chị ơi, thấy không? Ai nhiều điểm nhất người ta thắng. Thấy rồi. Cái gì vậy? Ai? Trời ơi! Cái gì vậy? Em chỉ phong xuống luôn, mọi người phong xuống luôn. Xui thiệt sự. Cay quá. Cay quá. Rồi, ăn bóng bay, trò này ăn bông bóng. Đập bể bóng nha mọi người. Bông bóng đâu? Bông bóng đây nè. Bông bóng vàng. Đây. Bông bóng vàng. Bông vàng của tôi mà. Bông vàng của tôi mà. Ôi trời ơi. Bông vàng của tôi. Trời của tôi. Trời bị đóng băng nữa chứ. Bông vàng đâu kia kìa, Phong lấy đâu kìa. Ui, bông vàng đâu kia kìa. Yeah, bông vàng của tôi. Queen! Yeah!
Cuối cùng cũng thắng được một trận mấy bạn ơi. Bực quá, bực quá. Có hai vậy? Ôi, vẫn có hai chị em luôn hả? Nằm vào đây. Không để một sai lầm nữa chưa? Một sai lầm, đừng để một sai lầm nữa chưa? Trời ơi. Chưa thấy ai hiểu hết. Mọi người quyết tâm vậy luôn hả? Ủa Phong có đẩy Sam đâu? Sam đùa. Ông đẩy tôi. Sam đùa tôi à? Sam đùa à? Không có đẩy Sam mày nào đâu. Rồi. Cảm ơn. Rip. Trời ơi. Cái này đúng cho tủ của Phong rồi. Trời ơi, tại sao là trò này nhờ? Tại sao lại là trò này nhờ? Cố lên. Không quá, Phong chơi trong im lặng lắm kìa. Tập trung vậy luôn á. Tại vì từ nãy giờ cũng tung hơi nhiều. Ủa chị tập bột hả? Mét không mua tập bột cố lên. Đang cố này không bị Phong vượt. Phong vượt rồi. Trời ơi. No. Đúng rồi, cố lên này, em tin tụi chị làm. À em tin chị làm được. Chúng ta. No. Cố lên, một giây thôi mà, một giây thôi. Cố lên chị. Hai người sát sao luôn á. No, Phong top 1 ơi. Top 1 của tôi. Yes. Xin lỗi, yes. Tôi phụ chị em quá. Trời ơi, tập trung im lặng vậy chơi mà không top 1 nữa. Thôi dục game luôn đi. Trò này là chúng ta sẽ phải né những trái bơm do gọi là cái thuyền này bắn. Ok. Đúng rồi, em làm được không sao? Oh my god. Đừng đẩy tôi. Đừng có đẩy tôi. Chị không ơi. Ai đẩy đường người ta chạy thôi chứ ai mà đẩy. Chạy thôi chị ơi, người ta chạy thôi chị ơi. Người ta cũng sợ. Người ta cũng sợ thấy bà chứ người ta đẩy chị làm gì. Em bị bay lâu quá. Ủa là sao? Ôi. Wow. Phong cần đi nha. Top 1 là người yêu tôi thì cũng được. Top 1 người yêu tôi cũng được. Trò này chịu rồi. Không phải là Camui là được đúng không? Không, đâu có. Em đâu dựng dai thù dai vậy. Cái trò này có ai chơi sai người đó tự gọi là cảm thấy có lỗi cho bản thân chứ. Ê, ôi, chơi kìa. Ủa? Mọi người chơi kỳ vậy. Đúng không? Phong thua đúng không? Chơi gì kỳ vậy? Tao chơi đẩy người ta. Mùi top 1 là mùi thắng đó mùi. Mùi top 1 là mùi thắng đó mùi. Ê cái trò ai này. Top 1 người đó thắng. Ai top 1 người đó thắng. Dù chị cũng thấy không? Vừa mới vô ba chị em lao vô đẩy tôi luôn. Ai top 1 người đó thắng nha. Ai top 1 người đó thắng nha. Ai top 1 người đó thắng. Ai cũng im lặng. Ai cũng im lặng hết. Biết nói gì giờ. Ai cũng đều rất cung. Thân đông nhập. Ui đừng có đẩy mà. Làm ơn ui, ơi. Đừng có đẩy mà. Không ai đẩy hết chưa? Không ai đẩy hết đâu. Ai cũng sợ. Đừng đẩy mà. Ui. Rồi sao đi. Ai đi. Em không được tốt rồi. Trời ơi. Ai đẩy. Tôi cũng win hả? Ủa, có rớt mà. Ủa vậy là sao ta? À, vậy là sẽ được một trận nữa. Con người. Trời ơi, trận này căng nè. Ai con người. Cái này nó hồi hộp. Trận chiến của ba người nè. Bây giờ ai thắng? Chắc còn cay đó. Sam nhảy trước tôi ba, trời ơi. Thủ đó ông đang giành được, bây giờ giành trong này, trò này giành là đi luôn á, trò này giành là đi thôi. Ủa thì Sam cũng giành với Phong mà, chẳng qua Sam ăn trước Phong rồi. Đại chiến giữa Sam và Duolingo. Ok, giờ ai thắng rồi. Ôi nhảy quá. May mà trượt á, may mà nó có cái trượt đó. Ôi, để mày thấy tôi không, tôi trượt. Cái gì vậy? Ủa,
nào? Nói chung là trận này người yêu tôi thắng thì tôi cũng được an ủi một phần nào các bạn ạ. Nhưng mà công nhận nếu mà Mui mà thắng thì chắc tôi đập máy thật mấy bạn. Rồi, ok mấy bạn. Nói chung là ngày hôm nay thì bạn cũng đã thấy đó, một trận đấu vô cùng gọi là gây go hấp dẫn đó. Thì tranh giành cái top 1 thì mấy bạn có thể thấy là nói chung là mấy bạn coi thì mấy bạn cũng thấy cái sự bất công ở trong video của mình mà đúng không? Bất công nào? Ngay từ đầu á mà mình nói á là không chơi theo hội anh em, hội chị em, mình chỉ nói đùa thôi, mình đã nói lại là không chơi theo kiểu gì rồi nhưng mà vẫn cố chấp. Vẫn cố chấp mấy bạn hiểu không? Đó, nói chung là mấy bạn thấy ai thắng thì cái đó tùy vào trong gọi là suy nghĩ của những bạn xem hiểu không? Còn ai mà chơi kiểu chơi không đàng hoàng á bị chửi đáng chịu, tóc giật đáng chịu hiểu không? Bực bội ha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thấy thích video của mình thì đừng quên hãy kéo xuống bên dưới, nhấn vào nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.